Hello cả nhà ơi, nếu mà anh chị em mình đang có câu hỏi dành cho Lan nha. Tài chính 4 triệu, chọn một cái màu xe, mẫu xe mà đẹp nè. Màu xe cũng nhiều màu sắc đẹp để lựa chọn. Thì Lan sẽ giới thiệu ngay đến cả nhà là dòng xe Honda WinX nha. Thì hiện nay thì cửa hàng nó lên rất là nhiều những mẫu xe sơn của Honda WinX cực kỳ đẹp luôn. Những dòng xe này thì giá cả tốt nè, cũng như là tài chính thấp cũng có thể mua được. Số tiền trả trước cũng cực kỳ thấp luôn. Anh chị em mình chỉ cần chuẩn bị tài chính 4 triệu đến 5 triệu là có thể lên hồ sơ mang căn cước theo ha. Sẽ hỗ trợ lên hồ sơ cho tất cả những anh chị em làm trong công ty nè, hoặc là làm tự do nè. Nói chung là mình cứ có công việc có thu nhập thì lên đây Lan sẽ hỗ trợ bao độ cho cả nhà mình nha. Nhưng mà không bao nợ xấu nha mọi người. Thì Lan sẽ lên cho cả nhà trước một cái em xe màu xám nha. Em này sẽ là màu xám đen nè. Và em này có một cái đặc điểm là nó sẽ có một cái bánh mâm màu vàng đồng, nhìn nó cũng khá là sáng ha. Nhìn nó trẻ trung hơn một chút xíu. Đó, thiết kế màu xám đen. Lên ba ga titan. Em xe này hiện nay giá nó đang hỗ trợ cho cả nhà mình 385 nha. Gọi trước lên 82 là còn 36 nha cả nhà. Cửa hàng của Lan thì hiện nay đang ở Bình Dương, chuyên về tất cả những mẫu xe sơn, xe côn, đó, xe tay ga đều có đầy đủ hết. Đây là một em xe màu tím nè. Em này là màu tím iPhone, màu xám tím ha. Dưới đây là một em xe màu đỏ candy. Sẽ có các màu nha, nãy giờ mọi người coi được mấy màu rồi ta? Ba màu rồi đúng không? Màu xám nè, màu tím nè, màu đỏ nè, màu xanh nè. Những cái màu này nói chung là rất là dễ chạy luôn á. Không bị kén đó mọi người, không bị sáng quá, không bị tối quá. Đó, màu xanh lá. Cái màu xanh lá này, khi anh chị em mình coi trên video thì thấy nó màu nó nổi ha. Nhưng mà có rất là nhiều anh trai thích cái màu xanh lá này luôn á. Và bên cạnh đây là sẽ có thêm một em màu đỏ trắng Movita nè, màu trắng đen nè, màu cam tem rất son. Đây, rất là nhiều mẫu, nhiều màu luôn. Đây là một số màu tại cửa hàng nha, màu jean dưới kho có đầy đủ luôn cả nhà. Và nó sẽ còn thêm một số những cái mẫu xe sơn mà có thể là để ở đây nhưng mà bán rồi, hiện nay là nó không còn ở đây nữa thì nó sẽ không quay cho cả nhà mình được. Nhưng anh chị em mình đang có nhu cầu quan tâm thì cứ kết bạn qua phần bên dưới, nó sẽ tư vấn cho anh chị em mình kỹ hơn và sẽ hỗ trợ đón rước khách. Cửa hàng nó đón rước khách ở gần Đại Nam á. Cửa hàng nó ở Bến Cát nhưng mà giáp Thủ Dầu nha. Từ Đại Nam mua cửa hàng nó tầm 3-4 cây là tới rồi. Cho nên là mọi người cứ bình luận ở bên dưới hoặc là quan tâm thì hãy kết bạn để nó tư vấn kỹ hơn. Đặt lịch cuối tuần ha, hoặc là đầu tháng sau có lương ghé đến cửa hàng Lan mua xe là hỗ trợ đi lại cho cả nhà mình là 2 triệu nha. Gọi nhau cho Lan có số bên dưới nha mọi người.